Hiện tại, ngồi tại Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn có thể rao bán hàng khắp toàn cầu trên hệ thống sàn thương mại điện tử Amazon, các loại trái cây miền nhiệt đới ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, với xuất xứ hàng hóa được cấp chứng chỉ bảo hộ về chỉ dẫn địa lý, là một trong các điều kiện giúp tăng sức thuyết phục khi chào bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam nhận xét. Thương mại điện tử mà trong cái trường hợp của Amazon ấy chính là thương mại điện tử xuyên biên giới, là nó là dịch vụ B2C đấy. Thế thì với dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, cái khó khăn nhất đó là cái vấn đề tuân thủ các cái quy định của các địa phương. Vì là thương mại điện tử xuyên biên giới nên đây còn là một kênh quan trọng để quảng bá và đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt ra thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt. Ở trong nước, thương mại điện tử được phát triển qua hình thức bán hàng trực tuyến. Hầu hết các mặt hàng đều có thể ngồi tại nhà và đặt mua qua trang web trực tuyến. Ông Đào Trọng Khoa nói tiếp. Tôi muốn xem là Amazon thì họ có những chiến lược như thế nào đến với thị trường Việt Nam. Và hôm nay chúng ta hiểu rằng là họ đang có mục đích ấy, là hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam bán hàng ở trên cái sàn thương mại điện tử của họ ở trên 13 thị trường trên thế giới. Ở Việt Nam cũng đang có nhiều sàn thương mại điện tử hàng hóa phong phú, nhiều nhà hàng ăn uống, cửa hiệu hàng hóa cho tới các cá nhân có ít vốn liếng cũng thực hiện việc bán hàng trực tuyến. Anh Tùng, một người bán hàng online, chia sẻ. Cũng có nhiều lần là người ta đặt hàng, mình tới giao thì mình gọi, người ta nói là người ta bận, người ta không nhận được. Hoặc là cũng có lần mình tới đó mình gọi thì người ta lại tắt máy, người ta không nghe máy nữa, thì đành đem hàng về thôi. Ngày nay nó cũng có nhiều cái công ty chuyển phát á, nên mình cái việc mà giao hàng nó cũng đơn giản hơn là ngày xưa là mình phải tự đi giao. Nghề bán hàng online có khá nhiều thuận tiện như không mất chi phí mướn mặt bằng, không phải thuê người bán quản lý cửa hàng, không ràng buộc về giờ giấc, nên việc bán hàng online đang ngày càng trở nên hấp dẫn khi giới trẻ chọn để khởi nghiệp.